Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì thay đổi một chút về cho cái câu chuyện nó thêm sinh động. Tôi có một cái câu trả lời của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta mà tôi không biết trả lời. Có một bạn tên là Dấu Tên, bạn bảo chị ơi em làm đây, em yêu một anh ở quốc tịch nước ngoài và em không biết rằng là mình có nên kết hôn hay không, là thủ tục kết hôn thế nào và em phải làm sao. Thì thú thật với em, tôi cũng có một cái chủ đề về vấn đề về chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên về luật của cái nước mà em có người bạn đó thì tôi lại không có người quen. Tôi cũng đã hỏi một số Việt Kiều, ngoại Kiều là luật sư, nhưng họ bảo rằng là họ không quen ở nước sở tại. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là nếu như trong trường hợp các em quyền yêu thương nhau thì chúng ta cũng có những cái quy định của pháp luật. Tuy nhiên là để mà đi tới hôn nhân hoặc là mình bay qua bên đó rồi mình sẽ làm cái nước đó, có thể rằng là họ sẽ chấp nhận cái hôn nhân đồng giới và mình trở về và mình theo cái thủ tục của nước đó và nước mình thôi. Chứ còn nước mình thì cho đến thời điểm này thì chưa có chấp nhận hôn nhân đồng giới. Lang thang thì tôi lại thấy một cái điều luật. Đây là một bộ luật dân sự năm 2015. Và hy vọng rằng thông qua cái một cái video ngắn ngủi này cho các bạn nào muốn quan tâm, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà đồng giới yêu nhau đó là một cái nhu cầu và cần thiết của vậy. Thì cái sắc tố của người ta đã được là như vậy rồi thì bây giờ mình biết làm sao. Tôi sẽ đưa những cái quy định của pháp luật. Các bạn nhớ nhé, các bạn có thể mua cái cuốn bộ luật dân sự năm 2015 và ở điều số 37, chuyển đổi giới tính. Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch, có quyền nhân thân phù hợp với giới tính và được chuyển đổi theo quy định của luật này và luật khác có liên quan. Tôi thông qua cái video này tôi đã trả lời cho em rồi đó. Nếu em là người chuyển đổi giới tính qua nữ thì em sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật để em chuyển đổi giới tính, em trở thành là một người nữ. Và khi em đã một người nữ thì em có thể đường hoàng kết hôn với người bạn nam ở cái nước ngoài. Và tôi nghĩ rằng cái việc kết hôn nó cũng giống như kết hôn như vợ chồng em nhé. Tôi cứ áy náy, tôi cứ lo lắng, tôi không biết rằng là tôi biết rằng em đã chờ những cái video rất lâu. Và tôi cũng thông qua cái kênh này, cái kênh mà Việt Kiều ở nước ngoài, nhưng tôi cuối cùng tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi. Vậy thì tôi trả lời em lại một lần nữa. Hiện tại em là nam hay là nữ? Nếu em là nam hay là nữ thì em có quyền chuyển đổi giới tính trở thành theo quy định của luật Việt Nam. Và khi mà em chuyển đổi theo giới tính theo quy định của luật Việt Nam thì em sẽ trở thành người nam và người nữ kết hôn theo đúng với quy định của luật Việt Nam. Và khi đúng quy định của luật Việt Nam thì em có toàn quyền đi kết hôn quy định bình thường. Đó là một cái câu trả lời mặc dù khó. Tuy nhiên rằng tôi nghĩ rằng với cái sự kỳ thị hiện tại vẫn còn đang trong cái xã hội của chúng ta thì em đã vượt qua được. Thì những chuyện về mặt làm thủ tục, mặt giấy tờ có thể khó khăn, nhưng tôi nghĩ rằng em sẽ vượt qua và sẽ làm được. Xin cảm ơn quý vị và các bạn một chút san sẻ của cái nghề cho một số bạn rất có một cái nhu cầu, có thể là nó sẽ chiếm một cái tỷ lệ ít trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tuy nhiên theo tôi
cũng cần thiết nắm bàn tay của bạn để đưa bạn đến một lời bằng một lời tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn.